Trận đấu hy hi hữu, võ sĩ khổng lồ cao 1m95, nặng 120kg, bị ba võ sĩ nhỏ bé đánh hội đồng. Có câu ba đấu một không trột cũng què. Cảnh võ sĩ dù cao lớn nhưng không đánh bại, ba người đã xuất hiện trên sàn đấu MMA. Phai Si sự kiện võ thuật dị biệt nhất thế giới tổ chức lần thứ hai tại Thái Lan, tiếp tục gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Sự kiện Si Sớt lần này có 8 kèo đấu, bảy trận đấu diễn ra với hình thức và luật thông thường và bùng nổ nhất là một màn 3 trọi một Võ sĩ chuyên nghiệp hạng nặng có tên là Stephen Banh cao mét 95 và nặng 120kg. Thượng đài cùng ba võ sĩ vóc dáng nhỏ bé hơn. Cuộc thư hùng diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút và các bên không được phép tung đòn khi đối thủ đã nằm sàn. Ngay hiệp 1, Banh đã khiến một đối thủ ngã vật ra sàn. Tuy nhiên khi ba võ sĩ sử dụng chiến thuật hợp lý hơn, từng người đánh thì tay đấm cao lớn người mỹ gặp nhiều khó khăn người khổng lồ liên tục dính đòn từ ba đối thủ và do say đòn nên anh ta chống trả không mấy chất lượng ở hiệp cuối ba tay đấm muốn hạ nóc out đối thủ nhưng võ sĩ người mỹ với khả năng chịu đòn tốt vẫn đứng vững cho tới những giây phút cuối cùng kết quả phân định bằng tính điểm ba võ sĩ có nhiều pha ra đòn chính xác hơn và họ đã giành thắng lợi sự kiện fight sai sứt một lần nữa khiến cho người ta bất ngờ với kèo đấu lạ lùng. Song kết quả trận đấu này không làm ai bất ngờ bởi cảnh 3 đánh 1 thì không chột cũng phải què. Bại tướng của Thành Lê đánh đối thủ ngã trồng vó ngay trở lại MMA. Bị chèn ép suốt hiệp đấu, võ sĩ Takahashi đã chút cơn thịnh nộ bằng những cú đấm dồn dập để hạ đo ván đối thủ trong hiệp 2. Ryogo Takahashi từng sở hữu chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trước khi mất cơ hội tranh đai vô địch hạng featherweight bởi thất bại mối mặt trước tay đấm võ sĩ gốc Việt Thành Lê đầu năm nay. Trận đấu mà võ sĩ kỳ cựu người Nhật Bản đã bị tay đấm gốc Việt hạ đo ván ngay trong hiệp đấu đầu tiên trở lại sàn đấu MMA trong sự kiện One diễn ra thời gian vừa qua, Takahashi đã quyết tâm lấy lại danh dự trong trận đấu với Jong Changmin, võ sĩ bất bại người Hàn Quốc với 4 trận toàn thắng. Với sức trẻ và kỹ năng tốt hơn, Changmin chủ động tấn công và gây ra không ít khó khăn cho Takahashi trong hiệp đấu đầu tiên. Bất ngờ xảy ra ở hiệp thứ hai, Takahashi di chuyển hợp lý để tung ra cú đấm móc phải cực kỳ uy lực khiến Trang Min choáng váng và liên tục phải lùi lại. Không để đối thủ kịp định thần, Takahashi đã leo lên liên tiếp đấm bồi khiến đối thủ ngã chỏng vó trên sàn đấu. Trọng tài ngay lập tức can thiệp và tuyên bố chiến thắng knock out cho tay đấm người Nhật Bản, đánh dấu màn trở lại ấn tượng của Takahashi. Ra đòn như Lý Tiểu Long, một giây tung 6 cú đấm, hạ đo ván đối thủ trong vánh. Võ sĩ tung ra 6 cú đấm chỉ trong vòng một giây, khiến đối thủ nằm im bất động sự kiện Bellator 253 diễn ra tại Mỹ xuất hiện cú knock out chóng vánh chỉ sau 20 giây. Võ sĩ người New Zealand JJ Wilson tiếp tục nối dài chuỗi chiến thắng ấn tượng sau khi hạ gục Sergio Debari người Mỹ sau 20 giây. Ở giây 19, võ sĩ có biệt danh là đứa trẻ Mario tới từ New Zealand đã khiến võ sĩ đàn anh Debari phải nằm sàn bằng cú đấm chính diện. Khi tay đấm người Mỹ ngã xuống, Wilson nhanh như cắt bước lên và liên tục tung ra 6 cú đấm liên tiếp khiến đối thủ khô hẳn. Theo thống kê, thời gian tung ra 6 cú đấm của võ sĩ 23 tuổi chỉ diễn ra trong vòng 1 giây. Tình huống này khiến người hâm mộ võ thuật nhớ về Lý Tiểu Long. Huyền thoại người Mỹ gốc Trung Quốc từng lập kỷ lục tung ra 9 cú đấm trong vòng 1 giây. Phải ngợi khen tốc độ của Winston bởi màn ra đòn trong một trận đấu chính thức là khó hơn so với đấm để lập kỷ lục. Võ sĩ người New Zealand nâng chuỗi trận toàn thắng của mình lên con số 7. Đáng nói, 6 trên 7 chiến thắng của Wilson đều đến từ những cú knockout.